Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 12 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ 2018-2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Sông Mã nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn. Kiểm tra các công trình dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Sơn La. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều nay, ngày 12 tháng 8, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã làm việc với huyện Vân Hồ kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đề án trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện Vân Hồ đã thành lập và chỉ đạo các tổ công tác trực tiếp xuống các xã thực hiện việc rà soát danh sách, hướng dẫn theo dõi việc triển khai đề án. Qua hai đợt rà soát danh sách, tổng số hộ được phê duyệt trên 1.220 hộ, trong đó có 770 hộ mới xây, trên 450 hộ sửa chữa. Tính đến ngày 11 tháng 8 đã xây dựng xong 124 trên 575 nhà do doanh nghiệp thực hiện, 70 trên 195 hộ xây dựng xong nhà do nhân dân tự làm, 235 trên 459 hộ sửa chữa xong nhà. Tổng kinh phí doanh nghiệp triển khai thực hiện đề án trên 27 tỷ đồng. Tổng kinh phí nhân dân tự xây dựng nhà ở và huy động các nguồn hỗ trợ khác khoảng 8 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã bố trí là 12 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, huyện Vân Hồ kiến nghị với ban chỉ đạo thực hiện đề án sớm bố trí thêm nguồn vốn để triển khai thực hiện thanh toán cho các hộ gia đình sau khi hoàn thành công trình xây dựng, bổ sung thêm các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ có khó khăn về nhà ở nằm ngoài danh sách rà soát đợt 1 nhưng vẫn đảm bảo không vượt quá số hộ và số tiền theo đề án đã được phê duyệt. Công an tỉnh phối hợp với huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Phát biểu kết luận của làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Đồng thời, đề nghị huyện Vân Hồ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thường xuyên kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng tiến độ công trình, tổ chức triển khai đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng. Công an tỉnh thường xuyên báo cáo với Bộ Công an tiến độ triển khai thực hiện đề án, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị tỉnh Hưng Yên hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng một số ngôi nhà thực hiện theo đề án trên địa bàn xã Lóng Luông. Chiều nay, ngày 12 tháng 8, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trá Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Hội nghị đã thông qua tờ trình và thực hiện bỏ phiếu kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Lường Trung Hiếu. Với 100% phiếu nhất trí, tại hội nghị, đồng chí Lường Trung Hiếu đã trúng cử vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lường Trung Hiếu, đồng chí Trá A Của mong muốn đồng chí Lường Trung Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo cùng với tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo và đưa phong trào nông dân trong toàn tỉnh ngày càng phát triển đi lên. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Sông Mã về việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn. 7 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh COVID-19, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Sông Mã gặp những khó khăn nhất định. Theo đánh giá, công tác thu tiền nợ thuế các doanh nghiệp trên địa bàn và tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình dự án còn chậm. Lãnh đạo huyện Sông Mã cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, sớm phân bổ kế hoạch vốn cho 7 công trình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2018 đã hoàn thành trên địa bàn huyện với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với Trung ương cho phép phân bổ và giải ngân thanh toán kế hoạch vốn năm 2020 đối với các dự án chuyển tiếp sang năm 2020 tại một số xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135. Đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị huyện Sông Mã tập trung các nhiệm vụ giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Chiều nay,
ngày 12 tháng 8, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới kiểm tra các công trình dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Sơn La. Cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Minh đã tới kiểm tra dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La sử dụng vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 724 tỷ đồng, bao gồm một nhà máy xử lý nước thải công suất 6.875 mét khối một ngày đêm, 5 trạm bơm công suất từ 67 mét khối một giờ đến 390 mét khối trên giờ. Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải được thiết kế đảm bảo sau xử lý nước đạt tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi, tiêu chuẩn Việt Nam 6773-2000 được xả ra môi trường, rác thải và bùn được thu gom đưa đến nơi chôn lấp theo quy định. Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm. Khi chính thức đi vào hoạt động, sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các định hướng quy hoạch xây dựng đã được tỉnh phê duyệt, cải thiện chất lượng sống và điều kiện vệ sinh môi trường cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao chủ đầu tư, đơn vị thi công đã hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, hệ thống hoạt động của nhà máy, chất lượng nước thải qua quá trình xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường. Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Minh cũng đã tới kiểm tra đôn đốc thành phố và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn đối với các công trình trọng điểm như dự án kè suối Nậm La, dự án đường Chu Văn An, thành phố, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Thưa quý vị, tính đến 16 giờ hôm nay, ngày 12 tháng 8, Việt Nam có gần 900 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là hơn 400 ca, chủ yếu lây nhiễm từ bệnh viện. Bộ Y tế vừa có công điện số 1263 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chủ tịch Trung ương về việc tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh. Trong bối cảnh số người nhiễm COVID-19 trên cả nước tăng nhanh, nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh rất cao, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp tục rà soát, củng cố và thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành, khẩn trương khắc phục ngay các vấn đề tồn tại khi phát hiện các nguy cơ không an toàn trong công tác phòng chống dịch, lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế, người bệnh và các trường hợp có liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế, tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời, tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn các trường hợp mắc bệnh. Tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát, chủ động thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc triển khai bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc. Giám đốc cơ sở khám bệnh chữa bệnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khi phát hiện việc không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Chiều ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của huyện Mai Sơn đã cùng làm việc với Đảng ủy xã Nà Bó và Đảng ủy thị trấn Lát Lót về công tác xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xã Nà Bó đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Đến nay, xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí với 44 trên 49 chỉ tiêu, trong đó đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng như điện, thu nhập, y tế, giáo dục, môi trường và an toàn thực phẩm. Còn 5 tiêu chí chưa đạt là giao thông, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, xã Nà Bó sẽ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Về công tác phòng dịch COVID-19, xã Nà Bó đã triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên theo dõi số người đi từ ngoại tỉnh về và khai báo y tế. Hiện tại, địa bàn xã Nà Bó không có trường hợp nào đi về từ vùng dịch và chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bệnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Hát Lót, tính đến thời điểm hiện tại, thị trấn đã rà soát, khai báo y tế, giám sát 675 trường hợp đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về, trong đó đã cách ly y tế tại nhà 110 trường hợp, cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn 1 trường hợp, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 564 trường hợp. Lãnh đạo huyện ủy Mai Sơn yêu cầu xã Nà Bó và thị trấn Hát Lót tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được sự nguy hiểm và biết cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là trước diễn biến và tốc độ lây lan của dịch bệnh. Khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, phải cách ly ngay,
có phương án huy động thiết bị y tế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn, đồng thời đề nghị xã Nà Bó tập trung các nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, đẩy mạnh tổ chức sản xuất, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, duy tu bảo dưỡng quản lý vận hành tốt cơ sở hạ tầng nông thôn, phấn đấu xã Nà Bó cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với 3 trường hợp do đi chung chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc đối với 3 trường hợp này. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Để có những thông tin toàn diện về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông tham gia cuộc trao đổi. Thưa ông, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định cách ly đối với 3 trường hợp có cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19. Ông có thể cho biết là trong những ngày qua tỉnh ta đã triển khai những nội dung gì ạ? Vào ngày 10 tháng 8, thì Sở Y tế Sơn La nhận được cái thông tin là tại tổ 3 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tôi có 3 công dân trong cùng một gia đình có di chuyển từ thành phố Nha Trang về tỉnh Sơn La trên cái chuyến bay VG770 vào ngày 30 tháng 7. Trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế Sơn La đã chỉ đạo đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Sơn La tiến hành rà soát, điều tra dịch tễ và tham mưu cho Ban chỉ đạo 202 của tỉnh ban hành quyết định cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tại trung đoàn 754 đối với 3 công dân trên, và đã chỉ đạo đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên trong hộ gia đình, và kết quả xét nghiệm thì cả 3 thành viên trong hộ gia đình đều có kết quả âm tính lần 1. Vậy thì việc rà soát những người có tiếp xúc gần để có biện pháp phòng ngừa phù hợp đang được các ngành chức năng và tỉnh ta triển khai như thế nào thưa ông? Sở Y tế Sơn La đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Trung tâm thành phố tiến hành các biện pháp khử khuẩn môi trường xung quanh khu vực gia đình công dân sinh sống và tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát điều tra dịch tễ, truy vết đối với trường hợp tiếp xúc F2, F3, F4 mà có tiếp xúc với gia đình của công dân này trong suốt thời gian từ ngày 30 tháng 7 sau khi mà công dân này trở về tỉnh Sơn La cho đến ngày hôm nay, và triển khai thực hiện áp dụng biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả thì Trung tâm thành phố thì đã rà soát 26 trường hợp là F2 và 61 trường hợp là F3, và tất cả trường hợp này thì đã được ban hành quyết định, đã ra quyết định cách ly tại hộ gia đình. Tại thời điểm hiện tại, ông có những khuyến cáo gì đối với người dân và các địa phương để chung tay phòng chống dịch? Khuyến cáo đối với người dân là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ nhất là thường xuyên rửa tay đúng cách, rửa bằng nước chảy, bằng xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn. Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện xe khách công cộng, rồi là tại các cơ sở y tế. Nếu như có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Và nếu như trường hợp mà có đi từ vùng dịch về thì phải thực hiện khai báo y tế tại y tế địa phương, và thực hiện việc khai báo y tế tại cái địa chỉ tờ khai y tế.vn hoặc là tải cái app nCoV ở trên smartphone và cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 năm 2020, tỉnh ủy Sơn La đã có thông báo số 2053 về việc xin ý kiến nhân dân góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian xin ý kiến từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2020. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La sẽ giới thiệu toàn văn báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 để nhân dân theo dõi và tham gia ý kiến. Thưa quý vị, với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng,
5 năm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 1986-2021, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, mùng 10 tháng 10 năm 1895, mùng 10 tháng 10 năm 2020. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai thực hiện trong bối cảnh trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn nhưng xung đột, căng thẳng và bất ổn cục bộ vẫn xảy ra. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực. Ở trong nước, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Đảng bộ tỉnh tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh bạn, các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, kết cấu hạ tầng giao thông còn khó khăn, kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân cư một số vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Trong đầu nhiệm kỳ, cuối năm 2015, tỉnh còn gặp một số khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với cả nước. Năm 2015, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là 34,45%, hộ cận nghèo còn 9,3%, còn 43 trên 204 xã chưa đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, còn 13,9% số hộ gia đình là gần 34.000 hộ chưa được sử dụng điện quốc gia. 327 điểm dân cư cách xa trung tâm bản từ 2 đến trên 10 km phải xem xét, sắp xếp. Vấn đề thương hiệu và chế biến nông sản đang đặt ra nhiều khó khăn. Đất đồi theo quy hoạch là đất lâm nghiệp, nhưng thực tế đang trồng ngô sắn từ nhiều năm chưa có hiệu quả cao về kinh tế và môi trường. Phải tiếp tục sắp xếp nơi ở mới cho một số hộ dân đã bố trí tái định cư các công trình thủy điện. Tình hình an ninh chính trị trên một số địa bàn của tỉnh còn tiềm ẩn những nhân tố gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như hoạt động tuyên truyền lập nhà nước Mông của các thế lực thù địch, hoạt động tôn giáo, xuất nhập cảnh trái phép, tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại lớn đến sản xuất đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, địa phương đứng trước nhiều vấn đề mới với thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa 12 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được: thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội 12 của Đảng đạt được những kết quả tích cực. Việc xây dựng ban hành hệ thống các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội được thực hiện kịp thời, chất lượng, đồng bộ và có tính khả thi. Đảng bộ tỉnh đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm với mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 theo quyết định số 1959 ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đã chỉ đạo rà soát kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế chính sách nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chất lượng xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án được nâng lên, đi vào cuộc sống, nhất là về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, cơ cấu nội bộ các ngành, lĩnh vực theo hướng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chuyển thách thức thành cơ hội, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, giải quyết những khó khăn, các vấn đề bức xúc của xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ. Hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng kết nối đồng bộ. Nhiều công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế xã hội, tăng cường liên kết vùng. Một số dự án giao thông quan trọng được khởi động triển khai đã tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Giai đoạn tiếp theo, tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La, dự án cải tạo nâng cấp cảng hàng không Nà Sản, tuyến đường tránh thành phố Sơn La. Hạ tầng giao thông nông thôn được tăng cường, hạ tầng thủy lợi được tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đa mục tiêu, góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hạ tầng năng lượng, nhất là hạ tầng điện được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia tăng từ 86,7% năm 2015 lên 97,5% năm 2020. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được mở rộng, công tác quản lý phát triển đô thị đạt được những kết quả tích cực, cảnh quan đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, có bản sắc. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 ước đạt 14,85%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2015. Thành phố Sơn La đã được công nhận là đô thị loại 2. Các đô thị Hát Lót và Mộc Châu được công nhận là đô thị loại 4. Các khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, Quỳnh Nhai được công nhận đạt đô thị loại 5. Hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng huyện mới thành lập, các khu cụm công nghiệp, thương mại, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch được đầu tư ngày một đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và tăng khả năng tiếp cận của các tầng lớp nhân dân. Chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực có sự gia tăng về số lượng, đa dạng cơ cấu, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp, dịch vụ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được kiện toàn sắp xếp, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 ước đạt 55%, tăng 19 điểm phần trăm so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 20%, tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2015, đạt mục tiêu nghị quyết đều đề ra. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn, năng lực công tác được tăng cường. Đến nay, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ toàn tỉnh là 2.103 người, tăng 602 người so với năm 2015. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ trí thức về công tác tại địa phương. Tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn từ đào trở lên tăng từ 68,8% năm 2015 lên 83,6% năm 2020. 97,5% công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa theo dõi báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Và trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Đảng ủy Công an, Quân sự và Biên phòng của huyện Mộc Châu đã tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Hợp tác xã xây dựng và nông nghiệp Bảo Khánh bước vào vụ thu hoạch na. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an, Quân sự và Biên phòng của huyện Mộc Châu đã tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh biên giới. Tại hội nghị giao ban công tác thực hiện quy chế phối hợp đã đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang huyện Mộc Châu đã phối hợp bắt giữ, xử lý gần 200 vụ với gần 300 đối tượng liên quan đến các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó khởi tố 107 vụ, 168 bị can. Trong công tác tuyên truyền, các lực lượng vũ trang huyện đã tăng cường phối hợp vận động quần chúng nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, với trọng tâm là tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở, đồng thời bám nắm địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Mộc Châu sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước, địa phương, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và xây dựng kịch bản cách ly khi cần thiết, xây dựng các phương án ứng phó khi có thiên tai, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La vừa có cuộc làm việc với huyện Sông Mã về triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua 7 tháng năm 2020, thực hiện hoạt động ủy thác, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 7 trên 486 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác thông qua tổ chức chính trị xã hội 485 tỷ đồng, chiếm 99,8% trên tổng dư nợ của Phòng Giao dịch. Số tổ tiết kiệm và vay vốn là 485 tổ để hoạt động hiệu quả. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đề nghị huyện Sông Mã cần có biện pháp để thu lãi còn tồn và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vay vốn chưa trả nợ đúng quy định, quan tâm xử lý nợ quá hạn,
đồng thời tăng cường kiểm tra các tổ tiết kiệm vay vốn để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, gắn chương trình tín dụng với các chương trình dự án cho hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hợp tác xã xây dựng và nông nghiệp Bảo Khánh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn hiện có 50 hectare na, trong đó 30 hectare na Hoàng Hậu, 20 hectare na Dài và na Đài Loan. Các thành viên của hợp tác xã đang tích cực chăm sóc na theo đúng quy trình kỹ thuật, phục vụ tốt cho vụ thu hoạch năm 2020 này. Hiện nay hợp tác xã đang bước vào vụ thu hoạch na với các giống na Dài, na Hoàng Hậu và đang thử nghiệm trồng giống na Đài Loan. Thời điểm này, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng sản phẩm quả na của hợp tác xã vẫn bán giá ổn định tại vườn. Na Dài 60.000 đồng một kg, na Hoàng Hậu 80.000 đồng một kg. Sản xuất theo hướng Việt Gáp thì chúng tôi có quy trình rõ ràng. Thứ hai là phun cũng như là bón phân theo một cái quy trình nó rõ ràng. Sản xuất cũng như là giả nằm là giải vụ cho quả la thu hoạch dài hơn. Thứ hai là chúng tôi cũng đã đưa một số giống mới về để thay thế cũng như là mở rộng cái giống mới như là giống na Hoàng Hậu hay là giống na Đài Nan để thay thế về cái la dai truyền thống. Sau khi được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Gáp, khẳng định được chất lượng sản phẩm và chuyên nghiệp trong thực hành sản xuất nông nghiệp và đã khẳng định được thương hiệu quả na. Năm 2019, hợp tác xã có doanh thu hơn 20 tỷ đồng và năm nay cũng dự tính sẽ thu khoảng 400 tấn quả na. Không chỉ phát triển kinh tế bền vững mà các thành viên hợp tác xã còn tạo công việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hai vợ chồng tôi đi làm cho nhà Lộc, anh Lộc này cũng đã được 4-5 năm rồi. Thì gia đình anh Lộc cũng thu nhập na cũng ổn định, cũng giúp cho gia đình hai vợ chồng tôi cũng công ăn việc làm ổn định. Với sự tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, hợp tác xã đã thực hiện trồng na giải vụ cho thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 12. Năm 2020, hợp tác xã còn được nhà nước hỗ trợ gần 900 triệu đồng để làm đường bê tông nội đồng dài gần 2 km. Các thành viên đã góp vốn đối ứng hơn 1 tỷ đồng. Con đường hoàn thành giúp các thành viên hợp tác xã xuất bán nông sản thuận tiện hơn. Hợp tác xã là cũng đang hướng tới là năm 2021 là sẽ xin hỗ trợ nhà sơ chế, đóng gói cũng như bảo quản. Hợp tác xã đưa sản phẩm xa hơn đến tay người tiêu dùng. Thứ hai là cũng muốn sản xuất theo hướng hữu cơ, thực hiện cái chứng nhận Global Gap là chuẩn quốc tế để một số sản phẩm có thể hướng tới thị trường xa hơn. Việc sản xuất na theo quy trình Việt Gáp và theo hướng hữu cơ đã và đang khẳng định được vị thế quả na của hợp tác xã Bảo Khánh là đặc sản mũi nhọn của thị trường nông sản Sơn La. Đó là kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu và thực hành sản xuất nông nghiệp của những người nông dân. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét hoạt động mạnh dần lên, nên trong chiều tối và đêm ngày 12 tháng 8, tỉnh Sơn La có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo, trên địa bàn tỉnh Sơn La có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1. Hôm nay, ngày 12 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La đã tổ chức lớp tập huấn quản lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình cho 32 y bác sĩ tuyến huyện, tuyến xã. Tại lớp tập huấn, đội ngũ y bác sĩ được quán triệt kế hoạch triển khai hoạt động quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, quản lý điều trị tăng huyết áp tại trạm y tế, thảo luận các ca lâm sàng, hướng dẫn và thực hành làm bệnh án điều trị ngoại trú, truyền thông về phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng, giáo dục bệnh nhân về tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng hợp lý, báo cáo quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại trạm y tế. Tới đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 24-32 độ. Thành phố Sơn La 23-31 độ. Mường La 25-34 độ. Mai Sơn 23-31 độ. Yên Châu 25-33 độ. Sông Mã 24-34 độ. Bắc Yên 23-30 độ. Phú Yên 27-34 độ.
Mộc Châu 22 đến 30 độ, Sốp Cộp 24 đến 34 độ, Vân Hồ 22 đến 30 độ, Thuận Châu 24 đến 32 độ.